gia đình toàn thực phẩm của hàng du mục. Bố siêu giỏi ngoại ngữ, tiếng Anh, tiếng Trung đều cân được hết. Bắt lỗi tiếng Anh của Quang Linh Vlog ngay trên livestream. Luxury nhưng thực chất là rất là bình dân. Có năm năm học tiếng Anh đọc là luxury. 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 Nó là tiếng Việt. Very delicious. Cái này còn bao nhiêu? Rất là ngon. Ừ, cảm ơn anh nhé. Em trai đa tài, hát siêu hay, cất giọng lên là cả trường quay trầm trồ. Có bố lên sóng, hàng du mục cũng chỉ còn là cái tên. Aluminium, đã thấy có cái mùi nhôm trong vâng, đó. Nhôm, nhôm aluminium. Wow. Wow. Trời ơi. Em là nấn liền nha. Nhất Dương Dịch Dương được ông ngoại cưng, quan tâm miếng ăn giấc ngủ. Ngoài hai cái thằng Dương đâu ra ăn được lại đi. Trong chuyến về Việt Nam livestream lần này, không chỉ có Nhất Dương Dịch Dương đồng hành cùng Hằng Du Mục mà còn có sự xuất hiện của cả bố Hằng Du Mục và em trai của nữ TikToker. Dù xuất hiện trên livestream lần đầu tiên, thế nhưng gia đình Hằng Du Mục đã nhanh chóng gây sốt vì ai cũng cực phẩm. Phải gọi xem bố Hằng Du Mục nói chuyện một cách rất từ tốn, nhẹ nhàng, nói ra câu nào đầy kiến thức câu đó, mà cư dân mạng phải gật gù công nhận không phải tự nhiên mà có được một Hằng Du Mục thông minh và tài giỏi như vậy. Điều này, đúng rồi. Ở trong tiếng Anh nó gọi là Kesunat. Wow. Theo chia sẻ, bố của Hằng Du Mục là một giáo viên tiếng Anh, thế nên trình độ ngoại ngữ phải gọi là thượng thừa. Trong livestream, bố Hằng Du Mục liên tục thể hiện trình độ ngoại ngữ khiến ai cũng trầm trồ. Không những vậy còn chấn chỉnh luôn Quang Linh Vlog khi nghe anh chàng phát âm tiếng Anh sai. Không chỉ nói được tiếng Anh mà còn nói được cả tiếng Trung mỗi khi nói chuyện với Nhất Dương Dịch Dương. Đã nói chuyện khéo léo, giỏi ngoại ngữ, bố Hằng Du Mục còn gây sốt vì hát rất hay, đặc biệt là hát bằng tiếng Anh. Không chỉ bố mà em trai của Hằng Du Mục cũng đa tài không kém, cất giọng hát siêu phẩm lên mà cả trường quay phải trầm trồ. Không ít lần bắt gặp được khoảnh khắc Hằng Du Mục siêu tự hào khi livestream cùng bố. Không chỉ xử lý mọi vấn đề với phong thái bình tĩnh, chuyên nghiệp, bố của Hằng Du Mục còn khiến ai nghe cũng phải nể vì những kiến thức của mình. Mỗi khi có bố lên sóng, Hằng Du Mục chỉ còn là cái tên đúng nghĩa, cứ sơ hở là bố ơi bố rồi giặt sang một bên cho bố livestream luôn. Không những vậy, cô nàng còn nhiều lần phải câm nín vì trình độ kiến thức của bố. Cứ để cả nó. Cái à nó vậy đó, nó vậy đó. Nó vậy hả bố? Nó sẽ tự điều khiển con khi mà ta lắp như thế này. Này là có thể chiên mà không dùng dầu được chiên trứng hả bố? Ngồi bán hàng lần đầu mà nói chuyện với những kiến thức về sản phẩm, ta nói, chủ nhãn hàng cũng làm không lại luôn. Dù có phong thái rất nghiêm túc, nhưng bố Hằng Du Mục lại đặc biệt cưng chiều Nhất Dương Dịch Dương. Không chỉ dẫn hai cháu đi ăn ngon, mà trong livestream, cứ không thấy hai cháu xuất hiện để ăn là kiếm và gọi tên liền. Đến 2 giờ sáng, ba ông cháu vẫn nhiệt tình hỗ trợ Hằng Du Mục livestream, khoảnh khắc khiến ai cũng thấy vừa ngưỡng mộ, vừa thương thay cho Hằng Du Mục. Dù có cuộc hôn nhân ồn ào và gặp nhiều trục trặc nhưng may mắn Hằng Du Mục luôn có gia đình bên cạnh ủng hộ, động viên. Nhất Dương, Dịch Dương dù chỉ là con riêng nhưng vẫn luôn yêu thương và đồng hành cùng Hằng Du Mục.